Hello, xin chào mọi người. Bữa nay Nhung có ớt chuông vàng, ớt chuông xanh, rồi củ hành tây. Rồi cái tôm mình lọc vỏ rồi nè. Cái mình lấy mình xào với con bào ngư này nè mọi người. Bào ngư này hôm bữa ông chồng mình á, được ông chủ tặng cho cái lon bào ngư này nè. Mình lần đầu tiên xào này luôn á. Giờ thì mình bắt chảo, cho một miếng dầu vô. Dầu nóng rồi á, thì mình cho tỏi vô, mình phi cho thơm lên nè. Khi mà tỏi nó vàng rồi á, thì mình cho tôm vô mình xào tôm trước nè. Khi mà tôm nó đỏ hết hai bên mặt rồi á thì mình sẽ cho cái củ hành tây, ớt chuông vàng, ớt chuông xanh vô hết luôn. Trộn đều tay lên xong rồi á thì mình cho cái nước bào ngư trong cái lon nãy đó mình chế vô luôn. Cái nước này thì nó vừa ăn rồi mọi người nên Nhung không có nêm thêm gì hết trơn á. Mình xào cho tới khi nào mà ớt chuông nó chín rồi á mọi người mình mới bỏ cái bào ngư vô. Bào ngư này người ta làm rồi đó nên chỉ bỏ vô cho nóng lại thôi. Mình bỏ vô mình trộn lại nóng rồi á thì mình sẽ cho thêm một miếng tiêu nữa, tiêu xay á mọi người, cho một ít tiêu xay vô vậy là mình có thể ăn được rồi đó. Bây giờ thì mình cho ra dĩa nè. Nói nãy giờ chứ mình không biết mình xào vậy có ngon không nữa nha, từ lần đầu tiên là mình xào cái này luôn á. Mình nãy mình thử cái nước là nó vừa ăn rồi đó nên mình không có bỏ thêm cái gì hết trơn luôn á. Bây giờ thì mời mọi người ăn cơm chung với hai mẹ con Nhung nha. Nãy giờ là dao nó quất hết mấy con tôm rồi mọi người. Múc cái dĩa ra chưa kịp gì hết là anh lụm tôm anh ăn trước rồi. Ăn con bào ngư á thì mình cảm giác nó giòn giòn, nó dai dai, nó ngọt ngọt. Cái nước thì nó cũng rất là vừa ăn luôn á mọi người. Bây giờ thì hai mẹ con mình ăn cơm rồi. Bye bye mọi người. Mọi người nhớ làm thử cái này ăn thử có sao nha.